xin lời chị tóc thời tiết thứ hai là thứ hai là phải là anh sẽ tới anh sẽ không cùng đây từ đây một vị này khoa việc chăng non là chăng đây bên này đã hai dòng điện hai dòng điện là chăng hai giờ coi lại lơ tam tóc mỏi